Bóng của mình mới đá. Không đá bóng kia. Đúng. Em ơi. Nó bị cứng. Ngồi xuống. Anh cứng. Chạy lung tung nó vào nó sót. Tôi xong. Số 6 đấy à? Đây xem cái đội bên này có thằng số 6 này. HTC. Đúng. Có. Có những được hai thằng đấy. Chiều mình đã đội nào ghép chơi bỏ trước anh chạy HTC. Không ơi. Ừ đúng rồi, nó chạy này thì lấy chung. Ê ngoài ừ. Số 6 đã được. Rồi. Ghi hết đúng không? Ok. Mấy anh em ơi. Em lia nó hơi vướng. Hy vọng rằng các bạn đến từ đây để nhận được những thông tin về cuộc thi.
Anh cái. Em mượn cái. Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và tăng cường tập thể chất và phục vụ hiệu quả cho công tác học tập cũng như là phòng thủ. Chào thanh niên tình nguyện, chia sẻ tình nguyện của chúng ta với quyết tâm và muốn chia sẻ gắn kết để xây dựng mạng lưới tình nguyện vì cộng đồng khu vực phía Bắc ngày càng lớn mạnh hơn. Đã có gần một tháng khởi tranh, giải cũng đã trải qua rất nhiều các phần cảm xúc và tôi biết chắc chắn rằng tất cả các bạn đã có được một buổi giải. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, cũng thưa toàn thể quý vị quý, cũng thưa toàn thể tất cả các đội bóng, tất cả các bạn,
biên và cũng đã về chung vui trong cái ngày bế mạc cuối cùng của bóng đá ở tỉnh miền Bắc lần 3 năm 2015 ngày hôm nay. Trải qua gần một tháng tranh tài, các bạn đã đem đến cho giải đấu những trận đấu thật kịch tính, hấp dẫn. Bên cạnh đó, bóng kém được những tinh hàng kết nối tình nguyện của các đơn vị. Cuối cùng, thông qua giải đấu này, ban tổ chức chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm được nhiều hơn những tinh thần giao lưu kết nối sau giải đấu. Và thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn Hội Thanh niên Tình nguyện Hà Nội đã đồng hành tổ chức cùng ban tổ chức trong giải đấu này. Xin chân thành cảm ơn sân bóng Thuận Pháp đã tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ cho ban tổ chức hoàn thành công tác chuẩn bị giải bóng. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn, cổ động viên và vận động viên đại diện 24 đội bóng của tất cả tổ chức tình nguyện ở miền Bắc cũng đã nhiệt tình tham gia và hỗ trợ cho công tác tổ chức để góp phần đến một mùa giải thành công. Cuối cùng, xin chúc tất cả các bạn sức khỏe và xin tiếp nối kế hoạch giải bóng đá bằng đất miền Bắc đạt qua một ngày của gia đình anh. Sân nó đây này. Sân kia có một sân này. Đây là người đây, người đây. Đây là đầu đâu? Hả? Quay được từ đầu từ lúc nó chạy. Năm nay thì không giống như mùa giải. Hồi tối á. Màn nó thế về xem nó sáng. Hơi zoom vào một tí thôi. Đó, cái này là... Quay được cái lúc mà nó bắt đầu nó đi hai hàng nó bắt tay nhau. Cân bản mình lên mẹ kia tìm thấy phòng nó mãi hỏi mãi rồi. Tôi xin được công bố
Đây. Phải rách tắt là về nặng này. Phải tắt đúng không? Phải rách từ đầu. Máy mình không được kể. Mình quay phim, không quay phim. Cú nó đều không? Ừ. Máy kia không là phim rồi. Bên năm
hai rồi. Hai qua rồi. Lấy cân mày đấy thôi. Vừa nay thôi cho ba máy mà. Rồi bây đi quài. Bác thử bìa đấy 15 trang mà. Tuần sau nộp bao nhiêu bây giờ? Báo cáo thôi chị ạ. Ê 120 hình thôi. Anh đứng lùi lùi. Bye.
còn bao nhiêu phút nữa xếp về? Thành người đi, đội. Đội. Còn 5 phút nữa đội. Ready, I'm ready.